Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 11 tháng 6 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn hoạt động mạnh thì hôm nay miền Bắc sẽ tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì từ 36 cho đến 38 độ. Riêng khu vực Trung Du và vùng đồng bằng bao gồm thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục đạt mức 38 cho đến 39 độ, trời nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên đó là thời tiết ban ngày, còn về tối và đêm thì khu vực vùng núi phía Bắc sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Vì thế người dân cũng cần phải chú ý đề phòng. Cũng chịu tác động của vùng áp thấp phía Tây và hiệu ứng phơn thì hôm nay một dọc các tỉnh Trung Bộ trải dài từ Thanh Hóa cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận thì cũng xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 39 độ. Vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi thì có nơi còn cao trên 40 độ, chạm ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo kiểu thời tiết này sẽ còn kéo dài cho đến hết tuần này ở các tỉnh miền Trung. Không nắng nóng như Bắc Bộ và Trung Bộ, các tỉnh ở phía Nam thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, vì thế mưa dông sẽ tiếp tục gia tăng nhiều hơn. Tại Nam Bộ thì chiều và tối nay sẽ có mưa nhiều nơi, trong khi đó thì khu vực Tây Nguyên mưa cũng tăng lên ở mức rải rác. Trong cơn dông quý vị cần lưu ý đề phòng khả năng có lốc sét cũng như gió giật mạnh rất nguy hiểm. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Đến thăm thủ đô Hà Nội trong hôm nay, trời có nắng sớm và cường độ nắng thì cũng sẽ tăng mạnh vào trưa chiều. Nhiệt độ trong ngày tại đây dao động chủ yếu ở mức 38 đến 39 độ. Trong đó thì thời gian có mức nhiệt trên 35 độ sẽ kéo dài suốt từ 10 giờ trưa đến 17 giờ chiều. Đồng thời thì đây cũng là thời điểm mà độ ẩm không khí giảm thấp dưới 55%. Vì thế quý vị sẽ có cảm giác là khô nóng và khó chịu. Trong điều kiện thời tiết như vậy thì việc bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể cũng như các loại trái cây, vitamin, khoáng chất là rất cần thiết để bảo vệ tốt cho sức khỏe. Với vị trí nằm sát biển nên thành phố Cảng Hải Phòng vẫn nhận được những làn gió thổi mát trong buổi sáng. Mức nhiệt ngoài trời lúc này chỉ khoảng 27 cho đến 28 độ. Thời tiết đang khá thuận lợi cho hoạt động dân sinh của một ngày mới. Tuy nhiên theo dự báo thì trạng thái mát mẻ này tại Hải Phòng sẽ không kéo dài được lâu. Bởi càng về trưa thì cường độ nắng sẽ càng gia tăng, cũng như nền nhiệt cũng sẽ tăng nhanh chóng lên ngưỡng 35, thậm chí là 36 độ. Tiết trời khá nắng nóng nên quý vị cũng đừng quên trang bị các vật dụng che nắng khi ra đường để tránh những tác hại của nắng mặt trời. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thành ở miền Trung, trong hôm nay, thành phố Vinh cũng tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay có thể lên tới 39, thậm chí là 40 độ. Đáng chú ý hơn đây mới chỉ là mức nhiệt đo được trong liều khí tượng, tức là tương đương với mức nhiệt trong bóng râm, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời thì còn cao hơn 2-3 độ nữa. Nhiệt cao cộng thêm với độ ẩm trong không khí giảm thấp sẽ dẫn đến các nguy cơ cháy nổ, và nhất là khu vực đông dân cư. Vì thế quý vị và các bạn vẫn nên lưu ý và chủ động phòng tránh. Cùng thuộc giải đất miền Trung, hôm nay trạng thái thời tiết ở thành phố Đà Nẵng cũng phổ biến là tạnh ráo, không mưa, ban ngày thì nắng nhiều. Trong sáng sớm nay thì mức nhiệt tại thành phố sẽ duy trì trong khoảng 28 đến 29 độ. Tuy nhiên chỉ một vài giờ tới thì nhiệt lượng được tỏa ra từ vùng thấp nóng phía Tây sẽ khiến cho nhiệt độ tại đây tăng nhanh. Vào thời điểm trưa và chiều thì khu vực này cũng đạt ngưỡng nắng nóng, mức nhiệt lên tới 36 đến 37 độ. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên khác với miền Trung và miền Bắc thì mức nhiệt cao nhất ngày tại đây không vượt quá 34 độ, tiết trời có phần dễ chịu hơn. Dự báo đến chiều tối nay thì trời chuyển mưa rào và có nơi còn có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Mặt khác, mưa xuống sẽ khiến cho bầu không khí càng trở nên dịu mát hơn với mức nhiệt có thể hạ xuống mức thấp nhất chỉ khoảng 25 đến 26 độ trong đêm nay. Tương tự vậy, thành phố Cần Thơ cũng không tránh khỏi sự xuất hiện của những cơn mưa dông. Không loại trừ một số nơi có mưa vừa mưa to kèm theo dông mạnh và nguy cơ cao thì có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh rất nguy hiểm. Do vậy người dân cũng cần hết sức cảnh giác. Tuy nhiên đó là thời tiết về chiều tối, còn ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều thì chỉ tăng đến sấp xỉ là 33 độ, ngưỡng nhiệt vừa phải và tiết trời tạnh ráo, tạo điều kiện trong hoạt động buôn bán trên các khu chợ nước nổi của người dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.